Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video này, mình muốn giới thiệu với anh em một tựa game đẹp nhất mà mình đang chơi. Và khi nhắc đến tựa game này, mình chắc hẳn rằng nhiều anh em ở đây cũng đã từng nghe qua ít nhất một lần cái tên Genshin Impact. Và chỉ còn một tuần nữa thôi là kỷ niệm tròn một năm ngày ra mắt game. Và còn đặc biệt hơn nữa, tháng này cũng là tháng sinh nhật mình. Nên để đánh dấu cột mốc quan trọng này, mình đã quyết định tự thưởng cho bản thân một món quà sinh nhật thật ý nghĩa với Genshin Impact. Đó chính là việc nạp thẻ để gacha lôi thần. Đầu tiên giới thiệu sơ cho anh em nào chưa biết thì game ra mắt chính thức vào ngày 28 tháng 9 năm 2020 và được phát hành bởi nhà sản xuất game nổi tiếng ở Trung Quốc là miHoYo. Genshin Impact đã gây được tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp game và tạo nên một cơn sốt toàn cầu trong cộng đồng game thủ khi đã giành được những danh hiệu lớn như game của năm 2020 trên hai kho ứng dụng khổng lồ là App Store và Google Play Store. Ngoài ra, game cũng góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng The Game Award 2020 với hai hạng mục là game nhập vai ấn tượng nhất và game di động hay nhất. Với gameplay đẹp mắt, cốt truyện thu hút và điều khiển dễ dàng, chỉ sau 6 tháng từ ngày ra mắt, Genshin Impact đã dễ dàng phá vỡ kỷ lục và cán mốc doanh thu 1 tỷ đô nhanh nhất trong lịch sử ngành game mobile. Chưa dừng lại ở đó, đến năm 2021, Genshin Impact lại tiếp tục ấm giải thưởng cao nhất cho hạng mục trò chơi của năm trong cuộc thi Mobile Game Award, cũng như đạt giải thưởng Apple Design Award. Với những giải thưởng kể trên thì có thể thấy Genshin Impact là một trong những màn ra mắt thành công nhất và vẫn tiếp tục bay cao bay xa trong ngành công nghiệp game mà chúng ta từng chứng kiến. Về cốt truyện, khi mới ra mắt thì game đã dấy lên khá nhiều tranh cãi từ đồ họa, âm thanh cho đến lối chơi, khi vay mượn từ những tựa game nổi tiếng khác. Tuy nhiên, bỏ qua những tranh cãi đó, thì cốt truyện của Genshin Impact lại đem đến một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với những cốt truyện game mà bạn từng trải nghiệm trước đây. Nói sơ qua về nội dung game, thì chúng ta sẽ hóa thân thành một nhà lữ hành đang phiêu du lang bạc trên lục địa Thayvat, nơi ẩn chứa những ma thuật nguyên tố và những yếu tố kỳ ảo khác là một phần của cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ tự do du hành trong thế giới rộng lớn, kết giao bạn bè để chinh phục những thử thách và đặc biệt là việc đi tìm 7 vị thần nắm giữ những nguyên tố cho đến khi gặp lại người anh em đã bị thất lạc. Phần nội dung này thì mình sẽ không nói quá chi tiết vì thực sự nếu mà nói ra thì chắc video cũng phải dài mấy tiếng. Để các bạn tự chơi và tự cảm nhận thì sẽ thú vị hơn nhiều đấy. Từ lúc game ra mắt đến giờ thì cũng đã trải qua khá nhiều các phiên bản cập nhật, kèm theo đó là những mini game rất vui như đánh cờ, ném bóng, vân vân. Và trò vui nhất mình thấy có lẽ là trò trốn tìm. Nãy giờ thì cũng giới thiệu về game rồi, bây giờ mình muốn chia sẻ một chút cảm nhận về game. Tất cả những chia sẻ này thì đều mang tính cá nhân, nếu các bạn có góp ý gì thì có thể bình luận phía bên dưới video này nhé. Mình thì là người chơi Genshin Impact từ những ngày đầu game mới ra mắt. Thật ra cũng không phải đầu tiên đâu mà tận 2-3 tuần sau cơ. Lúc đó mình được một người đồng nghiệp trong công ty rủ, vì thấy game cũng được PR khá rầm rộ cho nên mình đã quyết định chơi luôn. Có ai nhớ cái cảm giác lần đầu tiên khi phiêu lưu trong thế giới của Genshin Impact không? Tất cả đều là những điều rất mới mẻ. Chúng ta không biết mình phải đi đâu, làm gì hay phải đối mặt với những hiểm nguy nào. Một thế giới hoàn toàn mới và lạ lẫm đang chờ chúng ta khám phá cùng người bạn đồng hành đầu tiên là Paimon. Và đến tận bây giờ, sau gần một năm ra mắt, game vẫn còn rất thu hút mình mặc cho những lời bàn tán chê bai xung quanh và vẫn còn những chỉ trích cho rằng game đạo nhái. Mình vẫn đắm chìm trong thế giới tuyệt đẹp của Genshin Impact. Nếu có ai đó hỏi mình điều gì khiến bạn hào hứng nhất khi chơi Genshin Impact thì chắc có lẽ phải trả lời ngay đó chính là phần nội dung cốt truyện cũng như âm nhạc trong game. Cảm nhận từ lần đầu khi chơi game cho đến tận bây giờ thì đúng như là bước vào xứ sở anime nhiều màu sắc. Từ phần đồ họa game cho đến phần nội dung và âm nhạc, tất cả kết hợp với nhau tạo nên một tuyệt phẩm game thế giới mở mà những ai yêu thích thể loại game này thì mình chắc chắn rằng các bạn nên thử trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Nếu không nói quá thì có thể đây là một trong những tựa game có đồ họa đẹp và khủng nhất và khó có trò chơi mobile nào thời điểm hiện tại có thể sánh kịp. Và đặc biệt game lại còn miễn phí nữa chứ. Okay, not every wound will heal. Tomb, though you know it not.
shattered. Yeah. Stabilize. Experience. Suffering. Về phần âm nhạc game, không biết nói sao cho hết cảm nhận nhưng mình cảm thấy đúng là một nhà du hành luôn. Mỗi vùng đất, mỗi địa điểm mà mình đặt chân đến là một giai điệu cực kỳ cuốn hút, từ du dương, nhẹ nhõm cho đến gay cấn và cao trào. Bên Mondstadt thì ở thảo nguyên lúc nào cũng có cảm giác bay bổng, tự do. Bên Liyue thì mang đầy bản sắc Trung Hoa, nhưng không quá xến. Còn bên Inazuma thì bi sầu nhẹ, một chút gì đó cũ kỹ của những chuyện đã qua. Sau đó thì mình có tìm hiểu sơ về phần làm nhạc cho game thì được xem qua một vài video về hậu trường, quá trình sản xuất trên YouTube thì thấy nổi da gà luôn. Vì nhà sản xuất rất chăm chút cho game. Tuy game là của Trung Quốc, nhưng thực sự phải nói là quá đầu tư và lý do nó tạo nên cơn sốt trong cộng đồng với những người yêu thích game cũng đúng thôi. Trong sự kiện Gamescom 2021, miHoYo đã thông báo rằng sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc mang tên Giai điệu của một cuộc hành trình bất tận, sẽ được phát trực tuyến vào ngày 3 tháng 10 2021 để kỷ niệm tròn một năm ngày ra mắt Genshin Impact. Về platform thì game hỗ trợ khá nhiều nền tảng từ điện thoại, máy tính đến các hệ máy console. Trước giờ thì mình siêu ghét chơi game trên điện thoại vì kiểu mỗi lần đi cà phê hay tụ họp bạn bè, lúc nào cũng có đứa ngồi cầm điện thoại ra bấm từ đầu đến cuối giờ. Đến bây giờ khi chơi Genshin Impact trên mobile thì mình mới hiểu cảm giác đó. Có thể chơi mọi lúc, mọi nơi và cực kỳ tiện lợi đến mức nào. Chưa kể là game còn có hỗ trợ tiếng Việt. Đây là phần mình phải dành lời khen cho đội ngũ dịch thuật của miHoYo vì đã làm phần này rất tốt. Phần dịch không bị thô, lời dịch của các nhân vật rất có cảm xúc. Cho nên phần cốt truyện game cũng hay hơn hẳn. Đây chính là phần cũng đã khiến một kẻ du hành như mình vẫn tiếp tục trên con đường chinh phục các quốc gia đây. Một điều nữa mình thích ở game đó chính là cộng đồng người chơi rất lớn mạnh. Sau một năm thì chúng ta có rất nhiều các cộng đồng khác nhau, từ Facebook, YouTube, có thể kể qua. Ví dụ như trên YouTube thì có những kênh như là Misty Dumper, hay một vài kênh bổ sung những kiến thức bổ ích về Genshin như là kênh của Leo, Higra, Tuấn Max hay là AndeZ. Trên Facebook thì có kênh 715 Gaming và còn rất nhiều kênh khác nữa. Và cuối cùng, trước khi kết thúc video này, để kỷ niệm những gì mà Genshin Impact đã trải qua cùng chúng ta, mời mọi người cùng xem lại video tổng hợp về chuyến hành trình mà những nhà lữ hành là chính chúng ta đã phiêu du trên lục địa Tây Vát trong suốt một năm qua. Một năm thật đáng nhớ và tràn đầy kỷ niệm.
mừng sinh nhật 1 tuổi Genshin Impact.